Kênh YouTube Nhạc Cụ Minh Phụng xin chào anh em viewer thân mến. Đã rất lâu kênh YouTube của chúng mình chưa review các thương hiệu đàn nổi tiếng khác ngoài Cutman hay Artesia. Hôm nay mình xin phép review về hãng piano điện Nuss nhé. Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, mình đã được cầm trên tay đơn hàng giao cây piano Nuss WK310 đến tận nhà cho một chị gái rất dễ gần tại quận 7. Mọi người hãy cùng anh ship dễ mến và mình đến đường đến nhà khách nha. Mình sẽ chuẩn bị đập hộp cho các bạn cùng xem. Bên trong hộp gồm thân đàn, chân đàn, pedal và bộ ốc lắp đàn. Đàn có thiết kế hiện đại, tính năng vượt trội, không thua các dòng piano điện khác. Đàn có 88 phím cảm ứng lực nhóm với 5 cấp độ khác nhau cho bạn thể hiện cảm xúc khi chơi đàn. Sản phẩm có 2 màu tùy theo sở thích của bạn là trắng và đen. Đàn có 128 âm cài sẵn và 52 bài demo. Ngoài ra, đàn còn có các chức năng cơ bản như là metronome hay còn gọi là chức năng đếm nhịp, lead, ghi bàn phím, recording, ghi âm để tránh làm ồn đến mọi người xung quanh. Bạn có thể tùy chọn chế độ im lặng với tai nghe, có thể kết nối với các ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng để học tập qua USB, MIDI, aux in, line out và pedal piano nếu cần để tạo ra những bản nhạc piano hay nhất. Quá trình lắp ráp đã kết thúc, cây đàn đã thay đổi góc nhà của chị, tạo nên điểm nhấn cho căn phòng. Hy vọng chị sẽ có những phút giây thư giãn, thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi mua hàng chúng mình sẽ giao hàng và lắp đặt miễn phí, một đổi một trong vòng 30 ngày, bảo hành 24 tháng, trả góp lãi suất 0%. Mọi người có thể tham khảo các dòng sản phẩm khác qua đường link mình đính kèm dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.